Kính chào quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chào ngày mới sáng thứ tư ngày 6 tháng 3 của STV. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới nhiều niềm vui. Trong chương trình sáng nay, mục lăng kính ngày mới sẽ có phóng sự doanh nghiệp mong muốn chính phủ tiếp tục đồng hành. Tiếp đó, mục cuộc sống muôn màu sẽ giới thiệu với quý vị phóng sự Quỳnh Nhai điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn. Trước hết mời quý vị đến với phần tin tức. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, người lao động sẽ có hai đợt nghỉ lễ tiếp theo là ngày Dỗ Tổ Hùng Vương và dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Tuy nhiên cả hai đợt nghỉ lễ này người lao động đều không được nghỉ bù. Năm nay ngày Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch rơi vào thứ năm ngày 18 tháng 4 là ngày làm việc trong tuần, bởi thế người lao động chỉ được nghỉ duy nhất ngày này, không nghỉ bù. Đối với ngày chiến thắng 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, so với các năm trước đây, Năm nay lịch nghỉ lễ của hai ngày này đều rơi vào ngày thứ ba, ngày 30 tháng 4 và ngày thứ tư ngày mùng 1 tháng 5. Đây cũng là các ngày làm việc trong tuần nên người lao động nghỉ đợt lễ này sẽ không được nghỉ bù, bởi vậy dịp nghỉ lễ này năm nay sẽ ngắn hơn rất nhiều so với các năm trước. Trong tháng 2 năm 2024, Ủy ban dân tỉnh Sơn La tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2024 theo quy định của chính phủ, Bộ Tài chính đồng thời triển khai phương án điều hành dự toán thu chi ngân sách quý 1 năm 2024, đảm bảo nguồn ngân sách chi đầy đủ kịp thời tiền lương, phụ cấp, học bổng, trợ cấp và các khoản chi theo chế độ thực hiện các khoản chi đảm bảo xã hội, chính sách xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, tăng cường công tác quản lý, điều hành bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Với các giải pháp nhiệm vụ đồng bộ trọng tâm trên, thu ngân sách địa phương tháng 2 năm 2024 của tỉnh ước đạt 1.082 tỷ đồng, trong đó thu bổ sung từ ngân sách trung ương 860 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 222 tỷ đồng. lũy kế thu ngân sách 2 tháng ước đạt 470 tỷ đồng, bằng 11,45% dự toán trung ương giao, bằng 10,5% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trình ngân sách tháng 2 năm 2024 ước đạt 1.290 tỷ đồng đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại và các nhiệm vụ phát sinh của địa phương. Trong bối cảnh hiện nay, sự cạnh tranh của các mặt hàng nông sản ngày càng tăng, vấn đề truy xuất nguồn gốc an toàn thực phẩm là yêu cầu quan trọng của thị trường, vì vậy việc xây dựng mã số vùng trồng ngày càng cần được chú trọng. Đến tháng 2 năm 2024, toàn tỉnh đã thực hiện cấp 293 mã số vùng trồng xuất khẩu trong đó duy trì 211 mã số vùng trồng cho 7 loại cây trồng với tổng diện tích 3.085 ha, phục vụ xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, Úc, Mỹ, New Zealand, EU và một số thị trường khác. Năm vừa qua, nông sản Sơn La đã xuất khẩu đến 17 quốc gia vùng lãnh thổ. Giá trị nông sản thực phẩm tham gia xuất khẩu đạt 177,6 triệu USD. Kết quả đạt được cũng nhờ việc cấp mã số vùng trồng đã được chú trọng giúp nông sản Sơn La đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc nông sản của nhiều thị trường. Tuy nhiên so với tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn là 84.000 ha, diện tích được cấp mã số vùng trồng của tỉnh Sơn La còn khá khiêm tốn. Mức độ áp dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp và việc chấp hành các quy định của mã số vùng trồng của một số tổ chức cá nhân chưa cao vì vậy thời gian tới các cơ quan chức năng và người dân trên địa bàn tỉnh cần quan tâm hơn nữa tới việc xây dựng và kiểm tra giám sát đối với các tổ chức cá nhân sở hữu mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu đảm bảo sản lượng và chất lượng sản phẩm ngày càng nâng cao đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thị trường xuất khẩu Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, tạo tiền đề để nâng cao hiệu quả sản xuất, tỉnh Sơn La đã từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi hàng hóa tập trung theo hướng trang trại, gia trại, đồng thời quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện để phát triển kinh tế nông hộ đạt hiệu quả, khuyến khích áp dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất khép kín hoặc liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị từ sản xuất giống thức ăn đến chế biến. Đến nay, tổng đàn gia súc toàn tỉnh đạt 1,37 triệu con, tăng 5,6% so với năm 2020. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh mang lại hiệu quả rõ rệt. Tỷ lệ tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi hàng năm tăng dần. Công tác giám sát dịch bệnh được chú trọng, do đó đã kịp thời phát hiện các ổ dịch và tổ chức ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan rộng. Các ngành chức năng tổ chức kiểm soát giết mổ, tăng cường kiểm tra các điểm giết mổ nhỏ lẻ. Giai đoạn 2020-2023, với nguồn kinh phí trên 62 tỷ đồng, toàn tỉnh đã triển khai tiêm phòng được gần 2.780.000 liều vaccine, cho gần 1.040.000 lượt hộ chăn nuôi, tại 23.973 lượt tổ bản trên địa bàn tỉnh, phun khử trùng tiêu độc cho trên 312.000 lượt hộ chăn nuôi tại 5.330 lượt tổ bản. Cùng với đó chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, từng bước giải quyết thông qua việc phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, vùng xã trọng điểm, chăn nuôi áp dụng việt gáp, an toàn dịch bệnh. Những trang trại gia trại được hỗ trợ đầu tư hạ tầng có hệ thống xử lý chất thải đồng bộ hoàn thiện đồng bộ cơ chế chính sách phát triển chăn nuôi, nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập cho nông dân. Để giải quyết việc làm cho người lao động trong năm 2023, Ủy ban dân huyện Mường La đã giao cho phòng chuyên môn tăng cường thông tin thị trường lao động trên cổng thông tin điện tử huyện, hệ thống loa truyền thanh và trang mạng xã hội của hội đoàn thể, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, phối hợp với các ngành đoàn thể, trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện, chỉ đạo các xã thị trấn ra soát số lượng đối tượng người lao động cần đào tạo theo trình độ sơ cấp nghề, bồi dưỡng nghề, tập huấn kỹ thuật, chuyên nghề cho lao động nông thôn. Năm 2023, toàn huyện đã giải quyết việc làm mới cho trên 2.800 lao động, gồm cung ứng 265 lao động mới cho các khu công nghiệp ngoài tỉnh, 300 lao động nông nghiệp, trên 1.320 lao động các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ và du lịch. Đặc biệt, để tạo việc làm tại chỗ cho người lao động, huyện Mường La đã chỉ đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hướng dẫn xây dựng dự án thẩm định, giải ngân vốn tạo việc làm mới cho người lao động, thông qua hai chương trình cho vay giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động năm qua, đã tạo điều kiện cho 551 khách hàng vay với tổng dư nợ gần 67 tỷ đồng, giải quyết việc làm mới cho gần 1.200 lao động. Trong tháng 2, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đã khám chữa bệnh cho trên 119.400 lượt bệnh nhân, trong đó bệnh nhân điều trị nội trú là gần 18.700 người, bệnh nhân điều trị ngoại trú trên 66.800 người, số bệnh nhân chuyển tuyến là 12.030 lượt, Cùng với đó, các đơn vị y tế đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra vào dịp đầu năm, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, theo dõi giám sát để phát hiện sớm và xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan rộng, bùng phát kéo dài trong cộng đồng. Tổ chức tốt công tác thường trực khám chữa bệnh, thực hiện ứng trực 24 trên 24 giờ tại các cơ sở y tế. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được quan tâm chú trọng. Các đơn vị y tế đã sẵn sàng phương án lực lượng thường trực trang thiết bị vật dụng chủ động cùng các đơn vị có liên quan điều tra xử lý khắc phục khi xảy ra sự cố về ngộ độc thực phẩm đông người trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân 2024. Trong tháng 2, toàn tỉnh không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào, có 45 ca mắc giải rác trên địa bàn toàn tỉnh, không có ca tử vong do ngộ độc thực phẩm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay, bây giờ sẽ là mục lăng kính ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, với số lượng là 676 doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ số tài sản trị giá hơn 3,8 triệu tỷ đồng. Làm sao để lực lượng này hoạt động hiệu quả? Ngoài nỗ lực của chính bản thân doanh nghiệp thì sự đồng hành của chính phủ là động lực giúp họ vượt khó và càng tự tin hơn ở phía trước. Đây cũng là vấn đề được đặt ra trong cuộc gặp mặt của thường trực chính phủ với các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu được tổ chức mới đây. Những hạn chế yếu kém của doanh nghiệp nhà nước còn hiện hữu trong quản lý điều hành, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa như kỳ vọng, thậm chí thua lỗ, năng lực cạnh tranh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp còn thấp. Bởi vậy, việc tháo gỡ khó khăn, tìm cơ chế linh hoạt hơn để huy động các nguồn lực, tạo điều kiện phát triển là những vấn đề được quan tâm, đặc biệt là với doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng. Kinh nghị chính phủ xem xét ban hành cơ chế chính sách phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực trọng điểm như là điện khí, điện gió ngoài khơi, điện mặt trời áp mái, khai thác chế biến khoáng sản, sản xuất chip và chấn bát dẫn, sản xuất điều chế hydrogen, ammonium xanh và hệ thống lưu trữ điện. Sự đồng hành của chính phủ với doanh nghiệp, bất kể là doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp nhà nước, là động lực lớn để các doanh nghiệp, các tập đoàn vượt qua khó khăn thách thức thời gian qua cũng như trước mắt. Các đồng chí luôn luôn sát trong những công việc gần như là làm việc của chúng tôi rất là sát với lại cái thực tiễn xuống tận nơi để điều hành đôn đốc những công việc mà có thể nói là rất là quan trọng thì đấy là những cái mà chúng tôi thấy rằng đấy là vừa là được tháo gỡ cái nút thắt cái khó khăn và đặc biệt là thấy cái sự gần gũi cái sự quan tâm của đồng hành của chính phủ của chúng tôi Thời gian qua, trước nhiều khó khăn của dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định việc giao dự toán ngân sách nhà nước để có kinh phí xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. Năm 2023, tập đoàn đã có nhiều nỗ lực và đạt kết quả trong phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, sản xuất được trụ tuabin điện gió trên biển và trong xử lý các dự án kéo dài nhất là những khó khăn vướng mắc cụ thể đã được Petro Việt Nam kiến nghị trong các cuộc họp gần đây. Petro Việt Nam tin tưởng chắc chắn rằng sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2024. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư, tổng doanh thu ước thực hiện năm 2023 của doanh nghiệp nhà nước khoảng 1,65 triệu tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp nhà nước khoảng 125.800 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch, đóng góp ngân sách nhà nước cũng vượt 8% kế hoạch năm các doanh nghiệp nhà nước kiến nghị chính phủ các bộ ngành địa phương quan tâm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ để các doanh nghiệp vươn lên trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều khó khăn thách thức hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024, đóng góp vào thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, góp phần khẳng định doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo, nòng cốt trong nền kinh tế. Khép lại mục lăng kính ngày mới, mời quý vị tiếp tục chương trình với góc cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày xuân hay dịp lễ hội đầu năm, tại huyện Quỳnh Nhai, khu du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn là một địa chỉ thu hút du khách gần xa. Ghi nhận của phóng viên. Khu du lịch văn hóa tâm linh huyện Quỳnh Nhai tọa lạc tại đồi Phú Ngự, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai với quy mô hơn 20 ha, nổi bật với cảnh quan thanh tịnh, yên bình trong quần thể xây dựng các công trình chùa Trung, chùa Thượng, chùa Hạ, tháp bút mỗi dịp đầu xuân, nơi đây luôn thu hút đông đảo người dân và khách du lịch đến cầu lộc bình an, may mắn cho gia đình. cái dịp nghỉ lễ, nghỉ tết thì chúng tôi về à, khi lên chùa thì cũng cho mình một cái cảm giác, một tâm trạng nó thư thái hơn, nó thoải mái hơn, đồng thời cũng là để cho các con à, hiểu về cái truyền thống tốt đẹp của quê hương đất nước mình. Tiết trời năm nay khá ấm áp nên rất đông người đã đổ về khu du lịch văn hóa tâm linh huyện Quỳnh Nhai. Không chỉ người dân địa phương mà đông đảo du khách ở các địa phương khác cũng tìm đến nơi đây. Mỗi người một ước nguyện với tấm lòng thành kính. Mình thấy là quang cảnh chùa rất là đẹp. Nhìn từ trên cao xuống thì các cái quang cảnh về sông Đà và các quang cảnh về núi non thì nó rất là hùng vĩ. Đấy, và khi lần thứ hai mình đến đây thì các cái quang cảnh cũng thay đổi rất là nhiều so với năm ngoái đến đây các gia đình không chỉ cầu nguyện những điều tốt đẹp thưởng lãm nét thanh tịnh trốn linh thiêng trong tiết xuân mà còn mong muốn lưu lại những hình ảnh đẹp trong hành trình du xuân cùng gia đình khi đến với Quỳnh Nhai lần đầu tiên tôi đến đây khu du lịch huyện Quỳnh Nhai để tôi đến đây để xin lộc đầu năm và chụp những hình ảnh đẹp để đăng lên Facebook cho nhiều người biết đến. Tại Quỳnh Nhai, du lịch tâm linh đang cùng với các loại hình du lịch khác ngày càng được quan tâm đầu tư phát triển, thu hút ngày càng nhiều du khách đến với địa phương. Phát triển du lịch tâm linh theo hướng khai thác những giá trị nổi trội về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, du lịch tâm linh trở thành động lực thu hút du khách, thúc đẩy hoạt động dịch vụ du lịch khác, tạo sự đa dạng cho du lịch địa phương. Đây là hướng đi đang được huyện Quỳnh Nhai chú trọng nhằm góp phần vào phát triển kinh tế xã hội địa phương theo hướng bền vững. Vâng, hy vọng du lịch tâm linh cùng với các loại hình du lịch khác sẽ được đầu tư và phát triển nhanh chóng để xây dựng Quỳnh Nhai thành điểm đến ấn tượng của du lịch Sơn La. Tới đây chúng tôi xin khép lại chương trình chào ngày mới sáng nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.